tiktoker ở trên Singapore đi, thì mình có một cái clip như thế này. Mình có cái clip này chứ. Mình có một cái clip như thế này. Thì các bạn đang quay nó như thế này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách. Mình sẽ checking một cái chuyển động mà các bạn làm một cái hình tĩnh. Nó sẽ hòa trộn vào trong cái này. Còn Singapore đi. Thì có nhiều cách làm. Mình có thể ép trực tiếp cái file video này vào. Nhưng mà cái cách mà mình khuyên các bạn nên làm, tức là các bạn nên split nó ra bằng dạng frame by frame, tức là từng hình ảnh nhỏ. Mình sẽ bật và các bạn sẽ sử dụng là After Effects để các bạn split nó ra ha. Mở After Effects lên. Sau khi mở After Effects lên thì các bạn chỉ cần bỏ đoạn clip này vào đây. Rồi các bạn kéo cái đoạn video này vào trong cái component này, chỗ này. Để làm gì? Để nó lấy cái setting của cái đoạn clip nó trùng hợp với đoạn component. Ở đây các bạn có thể cắt ghép gì đó tùy các bạn. Xong thì các bạn chỉ bấm render, bấm phím Ctrl M vào trong Lossless Setting. Các bạn thay vì các bạn render video, các bạn render nó là JPEG hay là PNG gì đó cũng được. Mình thì mình để JPEG. Rồi các bạn chỉ cần chọn OK. Tiếp đến các bạn nhấn vào chỗ này này. Rồi các bạn tạo một cái folder ra. Giống như ở đây mình chọn new folder gì đó, xong các bạn save và các bạn bấm render. Thì nó sẽ split cái hình ảnh của bạn. Nó sẽ split cái hình ảnh của bạn ra từng frame như thế này. Tại sao mình phải làm như cái này? Bởi vì cái cách này nó sẽ giúp cho hệ thống của các bạn nó nhẹ và nó chạy nhanh hơn rất nhiều. Nếu các bạn bỏ video vô nó tracking ấy, nó sẽ rất là lâu. Còn bạn track bằng frame by frame như thế này ấy, thì nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Sau khi các bạn tracking xong thì các bạn sẽ mở Cinema 4D lên. Rồi khi các bạn mở Cinema 4D lên thì này chúng ta sẽ có vùng nhìn làm việc của chúng ta. Thì chúng ta sẽ chọn vào Motion Tracker. Sau khi các bạn chọn Motion Tracker, ở đây nó có cái chữ Footage. Các bạn cứ sổ cái Footage này ra. Và các bạn dẫn cái đường dẫn đến cái track, cái video, cái mấy cái tấm hình. Mà chỉ cần chọn cái file đầu tiên thôi. Và các bạn bấm OK. Thì nó đã add vào cho chúng ta. Thì các bạn bấm Play nè. Các bạn thấy là nó đang frame từng khung hình cho chúng ta đó. Rồi sau đó chúng ta chọn 3D tracking, tức là mình sẽ bắt đầu track. Thì các bạn bấm auto track, thì lúc này phần mềm nó sẽ thực hiện cái việc, ở đây mình có 365 frame, nó sẽ thực hiện nó track 365 frame ở đây. Thì đây nó đang trong quá trình tracking, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tracking cho chúng ta toàn bộ những cái này. Xong rồi chúng ta đang ở track ở cái mặt 2D, tức là ở cái frame hình của chúng ta. Chúng ta được track cái chuyển động ở trục XY. Và lát nữa đi mà chúng ta rồi xong. Thì ở đây khi mà nó tracking xong, các bạn sẽ thấy nó có những cái chấm đỏ. Cái chấm đỏ này đó. Chúng ta đang ở trục XY từng point, hệ mặt trục tọa độ XY nó sẽ chụp. Rồi kế tiếp đến chúng ta sẽ chọn qua 3D slow và chúng ta sẽ tiếp run 3D slow. Lúc này nó sẽ tracking theo trục XYZ để tiếp tục tạo ra cái đường chuyển động cho camera của chúng ta.
Ở đây thì các bạn lưu ý, tức là cái tốc độ khung hình ở trên cái đoạn video clip của bạn, ví dụ 30 frame hình 1 giây, 60 frame hình 1 giây, 120 frame hình 1 giây, thì nó phải phù hợp với cái phần setting của cái việc render của tụi mình, với lại cái project setting của tụi mình nha. Tại vì cái project setting á, nó không có fit thì nó sẽ chật lắm cho nên là bạn phải trùng và khớp frame hình ha. Độ phân giải thì có thể thay đổi, nhưng mà frame hình thì bắt buộc là phải giống nhau. Như ở đây mình đang để là 30 frame, bởi vì cái đoạn clip là mình quay bằng điện thoại thôi nên nó cũng 30 frame hình 1 giây. Thì độ phân giải Full HD gì đấy. À, trong quá trình đợi thì nó mình sẽ nói là cái vấn đề trong cái việc render motion tracking chúng ta sẽ cần những thông số gì. À, ở đây chúng ta sẽ cần là ambient occlusion, rồi chúng ta sẽ tiếp tục cần cái gì, GI. Nếu các bạn cảm thấy muốn đẹp hơn thì các bạn sẽ lens effect, nhưng mà thôi mình nghĩ là không cần, tại vì trong môi trường ánh sáng này không cần lắm. Thì nếu các bạn render ở mức độ bình thường thôi, không cần phải ở độ phân giải thấp á, khoảng dưới Full HD, thì các bạn chỉ cần set cái này về low, Ingredient Sketch, no, bạn để về low Rồi các bạn có thích physical thì các bạn physical cũng để ở mức độ low với mức độ trên dưới Full HD thôi. Còn bởi vì là ở trong cái điều kiện ánh sáng các bạn quay thì không thể nào đạt được môi trường HDR, cho nên là các bạn không nên set cái setting nó quá cao, bởi vì cái độ khác biệt giữa hai cái file đó nó cũng không có khác nhau nhiều bao nhiêu. Cho nên là bạn cái môi trường mình quay thì với lại cái là, tức là bạn setup một cái không gian để mình quay thì ánh sáng nó là ngẫu nhiên rồi. Thì khi bạn làm một cái file 3D, lúc bạn set đèn, bạn phải set giống như cái ánh sáng ở trong môi trường đó của bạn. Rồi nó đã tracking xong thì giờ mình đã có, thì các bạn khi cái đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có nó sẽ có các cái điểm tên là ra là các keyboard tracking ha. Rồi những cái green này nè thì là những cái nó sẽ chuyển động hợp lý nhất. Rồi sau khi tracking xong thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ chọn điểm để các bạn tracking, thì các bạn tiếp tục vào motion tracking, bạn vô content, bạn chọn grid position. Đây là cái điểm gì? Đây là cái điểm gọi là điểm trục tọa độ x, y, z, để các bạn, nếu các bạn có add một cái gì đó vào thì nó sẽ trả về cái trục này. Ví dụ giờ mình sẽ chọn điểm này, là để bạn phải chọn một trong những điểm này nhé. Rồi sau khi bạn đã có cái này xong, bạn tiếp tục motion tracker container, rồi bạn chọn cái grid planner constant. Rồi các bạn sẽ vẽ một hình tam giác dựa trên cái điểm này. Ở đây thí dụ mình sẽ chọn điểm này, điểm này, và cuối cùng là điểm này. Nó sẽ tự động nó nối lại cho các bạn thành một cái hình tam giác, là chúng ta đã có được một cái motion tracker rồi. Thì bây giờ tiếp đến chúng ta sẽ làm gì? Thứ nhất rồi, tiếp đến bây giờ mình sẽ làm một cái file mới, mình trở về cái kia. Thì trước tiên mình sẽ đã có cái này, thì ở đây mình đánh ánh sáng nó khác, mình chỉ dùng một ngọn đèn pixel mình đánh từ trên bàn xuống thôi, thì cũng đơn giản thôi. Đấy, mình sẽ làm đèn xong thì mình có một cái blur. Thì cái blur này các bạn sẽ nhìn thấy đây bên đây, các bạn sẽ nhìn thấy mình đang có một cái blur như thế này. Rồi thì có cái blur là các bạn đã nhìn thấy cái này, và các bạn phải có một cái gì, có một cái background, các bạn đã có một cái rồi. Mình sẽ tạo một cái vật liệu ở đây, bỏ phần reflection, mình sẽ chọn color, mình sẽ chọn tiếp tục vào phần image lúc nãy mình đã track ra, open nó ra, bấm nâu cho mình nhé. Xong bấm vào đây, chuyển qua animation và bấm can cool ra, nó sẽ tính được số frame. Thì ở đây các bạn sẽ nhập cái này là gì, rồi ở đây kép lo bạn bỏ vào đây, bạn sẽ thấy nó bị ô như thế này, thì bạn sẽ chọn qua control. Rồi bạn tiếp tục bạn làm gì nữa, control cinema 4D, bạn chọn control setting, bạn bỏ đi cái cinema, bạn bỏ đi cái
bài camera này giùm mình cái. Rồi xong, mình đã có. Tiếp tục tới cái backdrop, mình sẽ làm gì? Các bạn sẽ cũng bỏ cái này vào. Và các bạn sẽ làm gì nữa? Backdrop. Các bạn cũng compose, compositing. Rồi các bạn check mục này, bỏ cái shadow này. Rồi mình đã có cái block. Tiếp đến mình sẽ có một cái sky. Sky này là gì? Rồi sky mình sẽ các bạn sẽ tiếp tục tạo ra một cái này. Các bạn vào trong cái phần này, các bạn bấm vào đây, các bạn copy, copy shader. Rồi các bạn bấm vào đây, các bạn bỏ color đi, các bạn bỏ này, các bạn chọn luminance, các bạn buy shader của giờ mình. Các bạn cũng phải animation đây đã tính sẵn rồi, các bạn cũ nó không có tính, các bạn bản mới thì nó tính. Rồi các bạn bỏ cái này vào scan. Rồi các bạn cũng phải kiểm tra cái vật liệu. Rồi quay về cái góc nhìn camera lại, các bạn thử bấm render nha, nó không đúng như mình mong muốn, nó đang spear thì các bạn phải hỗ trợ nó lại. Tiếp tục hỗ trợ và các bạn bấm render, nó được như vậy là ok nha các bạn. Sau khi chúng ta đã có được những cái về môi trường các kiểu, mình ở cái phần floor này mình quên nữa là trong cái phần vật liệu, trong cái phần này các bạn xin ba camera backdrop. Ok mình kiểm tra lại cái thôi, ok không cần cái này luôn. Đúng rồi, có tiếp. Rồi thì các bạn sẽ có cái này, thì ví dụ nếu các bạn cảm thấy cái cục đen đen thì nó khó chịu quá thì là cái lo đó, các bạn ẩn nó đi nhìn mình. Xong thì ở đây các bạn để ý là cái trục tọa độ đang nằm đây. Bây giờ mình sẽ add cái vật thể đó vào, thì mình sẽ làm cái của mình ở đây, thì các bạn sẽ thấy là nó mình đã làm cái file này rồi, tức là cái đoạn video clip nó như thế này. Mình sẽ bấm này. Không nhớ đang để setting render gì nữa. Đó, các bạn đang nhớ render. Thì cái bóng ở đây, cái bóng nó chọn nhìn nó chưa hợp lý do mình xét cái đèn chế độ, mình sẽ fit cái vụ cái đèn mạng như thế nào. Ở đây mình sẽ vào vùng nhìn top, mình sẽ di chuyển cái này nó về đây một tí. Rồi sau khi di chuyển mình sẽ coi lại ở trên vùng nhìn nó ok, nó fit. Rồi mình sẽ cho cái này nó thấp rồi nó fit xuống cái mặt lo chút. Mình đã có cái ánh sáng mình mong muốn. Các bạn muốn nó cái bóng nó đậm nhẹ thì sao, các bạn chọn area, các bạn chọn rồi, ví dụ vậy mình đổi, mình sẽ kéo tới cái frame nào đó nhỉ, để frame đầu tiên luôn đi, bấm lên đây. Đây là bạn đang chọn cái chế độ là cái bóng nó đậm. Ví dụ như mình sẽ chọn lại cái shop đi. Rồi, mình lên đây này. Các bạn sẽ thấy nó mở lập lờ đi tí.
sẽ nó sẽ hòa trộn tốt hơn. Mình chọn cái area đây, cái bóng của area nó ổn. Nào,